Xin chào quý vị và các bạn. Đây là cây mộc to nhất vườn nhà mình. Cây mộc này thì hàng chục năm tuổi, đường kính thân rất là lớn, tán đá rất là rộng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách chăm sóc cái cây mộc già như này và trồng trên chậu, quý vị các bạn nhé. Với các cây mộc già như này thì nó không ra nhiều lộc và phát triển tán lá như các cây mộc còn non, nên chúng ta chỉ cần bón 1 đến 2 lần duy nhất trong năm. Và thích hợp nhất đối với cây mộc già như này thì chúng ta nên bón các loại phân có nguồn gốc hữu cơ. Đây, quý vị cảm thấy cái thân gốc rất to, mình đã trồng trên chậu ở đường kính khoảng hơn 1 mét. Nó khác với các cây mộc non thì nó cần rất nhiều dinh dưỡng, và chúng ta phải bón ngoài cái phân hữu cơ ra, chúng ta còn phải bổ sung thêm phân hóa học. Như cây mộc già này thì nó nên rất là ít lọc, và nó nên kiểu như lọc sắt, cho nên chúng ta cần bón đủ những dinh dưỡng cây cần như các yếu tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, và nó cũng có trong cái thành phần phân hóa học, nhất là cái loại phân đầu trâu thì chúng ta có thể bón được cho cây này. Chúng ta chỉ bón một lượng nhỏ và một năm chỉ bón 1 đến 2 lần thôi. Còn chủ yếu là để dưỡng cây thì chúng ta nên bón các loại phân có nguồn gốc hữu cơ như các loại phân dê, phân chuồng ngũ mục. Chúng ta bón vào tầm cuối tháng 10, đó là mùa khô, cho nên là chúng ta có thể là bổ sung mưa nó không bị rửa trôi. Chính vậy mà chúng ta bón vào tầm cuối tháng 10, sau đó là có thể là rất mùa mưa chúng ta bón lại một lần nữa, tầm tháng 8 âm lịch thì chúng ta có thể là bổ sung các loại phân chúng ta ủ mục sẵn. Hoặc là trên thị trường cũng có rất nhiều loại phân dê đã được làm sạch bán trong các siêu thị, chúng ta cũng có thể là mua về. Thì với cây to cây nhỏ thì chúng ta tùy, và chúng ta bón được lượng vừa phải. Ví dụ như cây to như này thì mình có thể bón được khoảng 20 đến 30 gói. Chính vì đó là cây mộc già cho nên là nó ra nhiều hoa hơn lá. Tầm khoảng tầm tháng 10 ra rất nhiều hoa, đến tận hết tháng riêng, và tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì nó vẫn ra được lụ hoa, nó chỉ lác đác thôi. Và bắt đầu là nó thời kỳ nên đọc lon, nhưng lượng đọc thì nó không được nhiều. Vì vậy mà chúng ta chỉ cần dưỡng cây, không cần bón quá nhiều chất dinh dưỡng, và đặc biệt là phân hóa học. Nếu chúng ta bón nhiều có thể dẫn đến là cây bị chết rễ và có tác dụng ngược lại. Hoặc là chúng ta có thể bón ngô đỗ nghiền thay các loại phân ủ mục thì nó cũng có tác dụng như nhau. Bên cạnh đó thì cứ tầm khoảng 2 tháng thì chúng ta bón bổ sung thêm. Với những cây to như này, chúng ta bổ sung thêm khoảng 100 đến 200 gram phân hóa học, nhất là phân có yếu tố vi lượng, là phân tổng hợp LPK cộng thêm các yếu tố vi lượng, thì chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng đối với cây mộc to như thế này. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.